Cuộc sống hiện tại của chủ nhân 15 con chó bị tiêu hủy ở Cà Mau như thế nào? Đã 2 tuần kể từ khi sự việc tiêu hủy chó gây xôn xao dư luận, ông Minh Hùng, 49 tuổi, đã ngồi ngoài nỗi buồn, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tại Cà Mau. Tối ngày 25 tháng 10, ông Minh Hùng, 49 tuổi, cho biết vợ chồng ông đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chuẩn bị được xuất viện. Vợ chồng tôi tính dựng tròi trên miếng đất của người bạn ở Cà Mau để ở. Về số tiền được tặng, chúng tôi muốn xây một cái chuồng nho nhỏ để nuôi chó, Lúc mới xảy ra sự việc, tôi không dám cho vợ xem lại những hình ảnh video về mấy con chó. Vợ tôi cứ khóc hoài, tôi cũng an ủi cổ rất nhiều. Con chó đã đi rồi, bây giờ mình chỉ tập trung điều trị bệnh thôi. Chúng tôi dự định sẽ nhận nuôi đàn chó khác, chó người ta có lòng tặng mình hoặc không muốn nuôi nữa. Mình thương chó nên tiếp tục nuôi nấng chúng. Tại khu cách ly, vợ chồng ông Hùng không có nhiều triệu chứng. Ông chỉ bị sốt một lần vào giai đoạn di chuyển về Cà Mau. Vợ chồng ông hiện tại đã khỏe mạnh, chờ ngày xuất viện. Đối với ông Hùng, những chuyện đã qua, vợ chồng ông không muốn hờn giận ai, cũng không muốn nhắc lại. Trong giai đoạn căng thẳng nhất, ông Hùng đã nhận được hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày. Điều này dẫn đến việc ông bị mệt mỏi về tinh thần phải khóa điện thoại. Ông Hùng chia sẻ thêm, có nhiều người họ quấy rối, chỉ mắng tôi là ăn thịt chó phải không? Tôi và vợ rất áp lực phải khóa điện thoại mấy ngày. Đến hôm nay, 25 tháng 10, mới dám mở lại. Tôi cũng không cho vợ xem tin tức trên mạng xã hội vì thấy cô ấy suy sụp tinh thần, không điều trị được bệnh. Những ngày qua ở khu cách ly, người ta lo lắng cơm nước ngày ba bữa. Tôi cố gắng ăn uống đầy đủ hơn để có sức đề kháng vượt qua Covid-19. Bây giờ sắp được về nhà, mình cũng vui nhưng chưa tính đến tương lai thế nào. Trước đó, ông Hùng cùng vợ đã chở 15 chú chó mèo vượt qua quãng đường hàng trăm cây số từ Long An về Cà Mau để tránh dịch. Tuy nhiên, tối ngày 8 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phát hiện vợ chồng ông Hát dương tính Covid-19 nên đã chuyển đi cách ly điều trị. Sau đó, đàn chó đã bị tiêu hủy. Sự việc này đã gây xôn xao trong dư luận. Về sự việc này, Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Thời đã có báo cáo nêu rõ, những người trong khu cách ly và người dân xung quanh khu cách ly sợ chó mèo không quản lý được sẽ chạy vào khu dân cư, gây lo ngại, lây lan dịch bệnh nên phản ánh đến Ủy ban nhân dân xã và ban điều hành khu cách ly, nếu không đảm bảo được thì thực hiện tiêu hủy số chó mèo trên. Bước xúc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong khu cách ly vừa phải lo lắng sắp xếp bố trí nơi ăn nghỉ, chăm sóc y tế, đồng thời chủ nhân nuôi chó mèo đều dương tính với COVID-19 nên những người trong khu cách ly và bà con khu vực xung quanh gây áp lực với ban điều trị khu cách ly, lo ngại lây lan bệnh. Ban điều hành đã làm biên bản tiêu hủy 15 con chó, một con mèo phía trước ngoài khu cách ly, trước sự chứng kiến của người dân phía ngoài khu cách ly và những người trong khu cách ly.